bánh chuối nướng trước chợ Tân Mỹ mình nha. Tân Mỹ quận 7. Bánh khoai mì à? À mấy tháng rồi? Mấy năm. Đây là một cái xe khoai mì, bánh khoai mì với lại chuối nem nướng phía trước chợ Tân Mỹ. Quý vị có đi ngang đây thì ủng hộ cái gì này nha. Anh bán đây từ mấy giờ đến mấy giờ? À? 10 giờ sáng tới 6 giờ tối. Khoảng 10 giờ sáng đến 6 giờ tối luôn. Một điểm cố định đây thôi à anh. Bảy nhất, 4 là không.